Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, ngày mai Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có nắng nóng diện rộng, trong khi ở Nam Bộ và Tây Nguyên liên tục có mưa nhiều. Trạng thái tạnh giáo có nắng ở các tỉnh Bắc Bộ là do ở dưới tầng thấp là vùng áp thấp phía Tây, trên cao lại là trường phân kỳ gió, từ tầng thấp lên đến trên cao đều là hình thế gây nắng nóng. Vì thế ngày mai thủ đô Hà Nội cũng như các nơi khác phổ biến từ 35 đến 37 độ. Riêng một số nơi ở Tây Bắc thì nắng nóng gay gắt trên 38 độ. Sang khu vực Trung Bộ thì trong ngày mai một dọc từ Thanh Hóa xuống đến Phú Yên sẽ có nắng nóng diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây như là Hồi Xuân Thanh Hóa hay là Tương Dương Hương Khê có thêm hiệu ứng gió phơn nên có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Sang khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên thì vẫn chịu tác động giải hội tụ nhiệt đới với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Vì thế có mưa nhiều nơi, số điểm mưa vừa mưa to sẽ chiếm khoảng hơn 1/2 diện tích khu vực, gây tình trạng ngập úng nhiều nơi. Do có mưa nên nhiệt độ trong ngày mai ở phía Nam không cao. Ở Tây Nguyên thì nhiệt độ dao động từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ thì nhiệt độ dao động từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng từ 2 đến 4 mét và biển động mạnh. Trong khi đó, Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa sẽ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1,5 đến 2,5 mét và biển động. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.